звук и музыка был. То есть вот такое, вот такая будет монитор. Nhà ơi, hôm nay hai vợ chồng mình đi mua xe. Đi xem xe để mua nè. Xe này là xe của Nhật Bản, Nissan. Nissan của Nhật Bản nè. Đây có gì? Màu trắng này đẹp nè. Hai vợ chồng nên chọn màu trắng. Меня все убеждают, что я с детьми с коляской не езжу. 430 литров. Это разделить, да? Разделить. Можно разделить таким образом, либо тоже брать. Так, ниже у нас находится. Чикс. Phía sau cho hai chỗ cho hai em nhỏ nè. Ok. You see, this is condition control for you, climate. You control your weather, I can control my weather. Ну а какая сумма у вас есть? Ну, 200, если... 200 совсем получается, да? У вас получается 200, чтобы забрать автомобиль? Да. Получается сказка, регистрация. Ну, можно еще там накинуть. Да. Mắc lái rồi đi về khỏi trả tiền. Lái chạy luôn khỏi trả tiền nè. À, tụi mình sẽ mua đổi lại ý kiến rồi, không có mua cái màu trắng, tụi mình sẽ quyết định mua mắt Huey Juice Grey đó. Cái màu này cô chú, màu này nó hơi không phải màu xám, nhưng mà nó hơi xám đậm một chút xíu rồi đẹp. Thì cái mua cái màu này mình sẽ trả thêm khoảng 10 triệu nữa. Khoảng 500 đô nữa để mình đổi, mình không có lấy, để mình lấy màu á. Xe ở đây có mắt open please. Push here. No, train. Trên nè, đó. Ở đây có chỗ để mình để nè, đó. Có chỗ để mình sạc điện thoại nữa nè, thấy không? Chứ. Đó, có chỗ để mình sạc điện thoại. Ok. Thì chỗ này để gác cà phê. Xong rồi có cái chỗ này là để cái mùa đông á, mình ngồi lạnh á, mùa đông lạnh á, xong rồi cái mình mở cái kia bằng lạt sưởi dưới cái ghế này mình ngồi nè. Rồi có máy lạnh nè, máy lạnh anh nói là mắc cái condition tôi đó. Window. Pha make up. Phía sau của hai em nhỏ đây. Ok.
Ok, bây giờ hai tụi mình coi xong rồi tuần mình đặt á. Xong rồi tuần sau sẽ có, tuần sau tụi mình sẽ đến nhận xe. Mark, next week we will get car đó. On next week. Week next Can documents make you okay. hit. Đẹp, beautiful, I like. Xe này là xe Nhật, hãng của Nhật Nissan. Nissan này là hãng của Nhật nha. Plus minus answer alo alo. Hai vợ chồng mình chọn cái màu này nè. Cái màu này nhìn nó sang hơn, còn màu trắng thì nó thường quá. Màu này nhìn nó sang hơn đúng không cả nhà? Đó. Còn màu trắng thì nó hơi nó thường á, nhiều người xài màu trắng quá. Thời buổi kinh tế khó khăn mà cũng nhiều người đi mua xe quá chừng nè. Sáng giờ em thấy nhiều người lắm. Màu đen thì tối quá. Màu này đẹp nè. Bây giờ hai chồng mình đang ở siêu thị để đi vô siêu thị mua đồ nữa cô chú anh chị nè. Cuối tuần là đông người ha. Cuối tuần ở đông rất là đông người nè. Đông người bên trong ở bên ngoài toàn là xe không. Ở đây có siêu thị Asan là loại là một cái siêu thị bán hàng đó, đa dạng mà nhiều nhiều mặt hàng trên thế giới, xong rồi mà giá cả cũng rẻ nữa, cho nên mọi người đến đây mua rất là đông. Đó. Ơ, quanh kỳ lộ. What soldiers? À, fish. No, look fresh. One fish, I think 3 kilo, bà. No. Can buy. Can buy. But get fresh. Nào, ba nào. Ba, get this fish. Look, I very fresh. Đó. Đó. One fish, how many kilograms? А можно нам ось цей достанете? Вот это що дивиться на мене, так. Да. Oh, but look inside fish. Scotland. Ah, by Karama. No, guess big. Великі, великі, no. можна Get big. повибирати. Оці великі, які да. Bags is so small, to get very small. Маленькі, да. Окей. Окей.
quá chừng là nhiều xúc xích luôn, là đủ loại xúc xích hết đó, từng xúc xích. Tenía esta por kilo todo. Nó hạt cờ hạt đều quá chừng luôn nè. Hạt dễ, hạt quá chừng, hạt đủ rồi. Kiểu